Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 tuần 23, trang 46-47, tập đọc. Chương trình xiếc đặc sắc nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Rạp xiếc Chú Ngựa Vằn, nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu. Xiếc thú vui nhộm, dí dỏm, ảo thuật biến hóa bất ngờ, thú vị. Xiếc nhào lộn khéo léo dẻo dai. Rạp mới được tu bổ thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi. Giảm giá vé 50% cho thiếu nhi, giảm 10% cho các đoàn đi tập thể. Mở màn hàng ngày 19 giờ, chủ nhật và ngày lễ 8 giờ, 15 giờ, 19 giờ. Liên hệ tại rạp theo điện thoại 5180360. Rất hân hạnh được phục vụ các em nhỏ và quý khách. Như vậy thì các em vừa đọc qua một cái tờ quảng cáo chương trình xiếc đặc sắc nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Rồi ở đây có phần giải thích từ như sau. Tiết mục thì có là từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn. Tu bổ là sửa lại và thêm cái mới cho tốt hơn, đẹp hơn. Mở màn là bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật. Hân hạnh lấy làm may mắn và vui mừng. Rồi bây giờ các em sẽ trả lời câu hỏi. Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì? Thì các em hãy đọc lại nội dung tờ quảng cáo và các em chú ý tới là cái tên rạp xiếc, các tiết mục hay ở trong cái tờ quảng cáo này. Thì khi đọc qua cái nội dung tờ quảng cáo này thì các em thấy tờ rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì? Thì rạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem xiếc. Như vậy thì các em thấy khi đọc vào cái tờ quảng cáo này thì mà mọi người đều biết đây là một cái chương trình xiếc. Chương trình xiếc thì ở đây chương trình xiếc này có rất là nhiều tiết mục, đó là xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn, vân vân. Và cái ở đây có là giảm giá vé 50% và giảm 10%. Rồi tiếp tục ở đây nữa là ngày giờ và nơi liên hệ để mua vé. Như vậy thì các em thấy rạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem. Như vậy thì câu số 1 các em sẽ trả lời như sau. Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem. Rồi tiếp theo câu số 2. Em thích những nội dung nào trong quảng cáo? Thì các em sẽ đọc lại tờ quảng cáo và chọn cái nội dung mình thích. Thì ở đây có rất là nhiều nội dung, như là đầu tiên là tên rạp. Tên rạp xiếc ở đây là rạp xiếc Chú Ngựa Vằn. Tên rạp xiếc đó là rạp xiếc Chú Ngựa Vằn. Những tiết mục ở đây, những tiết mục thú vị là xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn. Rồi tiếp theo nữa đó là giảm giá vé 50% cho thiếu nhi và 10% cho các đoàn đi tập thể. Rồi ở đây có nữa là thời gian phục vụ. Hàng ngày thì là 19 giờ, còn chủ nhật và ngày lễ thì 8 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Đó, như vậy thì ở đây là những cái nội dung ở trong quảng cáo. Rồi sau khi các em đọc qua thì các em sẽ nêu ra những cái nội dung nào ở trong quảng cáo mà các em thích. Thì các em có thể nêu như sau. Trong tờ quảng cáo em thích nhất nội dung giảm giá vé 50% cho thiếu nhi, vì như thế em có thể dễ dàng đi xem cùng các bạn trong lớp. Giảm 50% là giảm nửa số tiền. Đó, như vậy thì ở đây em thích nhất đó là giảm 50% cho thiếu nhi, vì giá vé giảm thì có thể mọi người
có thể dễ dàng đi xem, như là các bạn sẽ dễ dàng đi xem cùng các bạn ở trong lớp. Thì giảm 50% ở đây tức là giảm nửa số tiền. Rồi tiếp theo câu số 3. Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt về lời văn trang trí? Thì các em hãy chú ý tới cái hình ảnh, màu sắc và độ lớn của chữ, những cái phần được in đậm. Thì các em thấy ở đây, về hình ảnh ở đây, đây là một cái tờ quảng cáo có giới thiệu về những chú hề, chú ngựa vằn xiếc, đang xiếc. Rồi về cái màu sắc của độ lớn của chữ thì ở đây các em thấy chú ngựa vằn, cái màu sắc ở đây và cái chữ rất là lớn, và những cái chữ này được trang trí giống như là cái màu sắc của chú ngựa vằn. Rồi tiếp theo nữa, đây có là những cái chữ in đậm ở trong tờ quảng cáo này để nhấn mạnh rằng để làm cho mọi người chú ý vào đây và mọi người sẽ quan tâm hơn nhiều. Tiết mục hay ở đây. Thì các em thấy ở lời văn ở trong cái tờ quảng cáo này rất là ngắn gọn, viết từng dòng riêng biệt. Thì nội dung của tờ quảng cáo là những cái thông báo, những cái điều mà mọi người đều quan tâm. Ở đây thì có nhiều cái tiết mục hay. Rồi ở đây có nêu nữa là rạp được mới được tu sửa. Rồi giá vé thì giảm. Rồi có nhiều buổi biểu diễn khác nhau trong ngày. Và có số điện thoại để liên hệ cho được thuận tiện hơn. Như vậy thì ở câu số 3, cách trình bày quảng cáo có những cái nét đặc biệt về lời văn, trang trí là: về cách trình bày quảng cáo có nhiều nét đặc biệt, lời văn thì ngắn gọn, được viết thành từng dòng riêng. Nội dung là thông báo những điều mà mọi người đều quan tâm. Nhiều tiết mục hay, rạp được tu sửa, giá vé giảm, nhiều buổi biểu diễn trong ngày, liên hệ thuận lợi. Còn về cách trình bày, thì cách trình bày đẹp, dùng nhiều kiểu chữ khác nhau, nội dung quan trọng được in đậm nét. Ngoài chữ viết còn có tranh minh họa, ngộ nghĩnh lôi cuốn. Rồi tiếp theo câu số 4, em thường thấy các quảng cáo ở những đâu? Thì quảng cáo rất là phổ biến, thì được mọi người dùng để cái giới thiệu cái sản phẩm mới của mình, như là ở cửa hàng mới hay là những cái chương trình giảm giá, vân vân. Thì quảng cáo không chỉ in trên giấy mà còn được phát trên TV hàng ngày chúng ta xem đấy. Như vậy thì các em sẽ trả lời câu số 4 này như sau. Em thường thấy các quảng cáo ở nhiều nơi như trên báo, tạp chí, trên màn hình vô tuyến, trong đài phát thanh, các biển quảng cáo trên đường phố, trong công viên, trong sân vận động, trong mọi cửa hàng, cửa hiệu, hay còn có người vừa bán hàng vừa dùng loa quảng cáo. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.